Vang vọng Sài Gòn kính chào quý vị và các bác. Như quý vị và các bác cũng đã biết thì cái danh xưng tổng thống là một trong những cái danh xưng của các cái nguyên thủ quốc gia đứng đầu của một cái đất nước, đúng không ạ? Thì cái thương hiệu Howard Miller đã lấy cái danh xưng đó và tạo lên được một cái bộ sưu tập những cái chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt của cái thương hiệu này. Và trên đây, cái sản phẩm mà các bác đang được ngắm nhìn từ đầu video đến giờ là một trong những cái mẫu thiết kế vô cùng đẹp và đặc biệt của thương hiệu Howard Miller. Nó nằm ở trong cái bộ sưu tập đó các bác nhé. Ở đây thì người ta có ghi sẵn cái tên của bộ sưu tập đó và dịch ra chính là bộ sưu tập tổng thống, logo Howard Miller tại vị trí trung tâm, các bác có thể thấy. Đó là về cái nguồn gốc xuất xứ của cái chiếc đồng hồ này. Thế còn cái vẻ đẹp mà nó mang lại thì có đúng như với cái danh xưng đó không? Thì mời các bác cùng Vang Vọng đi tìm hiểu về chiếc đồng hồ này các bác nhé. Trước hết thì chúng ta có ở đây là một cái phần thiết kế đồng hồ dáng cao, kiểu dáng mái sừng trâu, và kích thước của chiếc đồng hồ này cũng rất là lớn các bác nhé. Nó cao tới là 2m2. Phần rộng nhất tại vị trí chân đế là 68cm và phần chiều sâu, phần chiều ngang là 63cm và phần chiều sâu là 38cm. Đó, là về phần kích thước, dáng mái sừng trâu cực kỳ là khủng đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ và nó khác hoàn toàn so với những cái mẫu dáng sừng trâu mà các bác hay thường thấy ở cái vị trí đó là các cái lớp vân gỗ. Các bác có thể thấy được hai cái lớp vân gỗ dày quạt ở hai bên đúng không ạ? Nó khác biệt hoàn toàn các bác nhé. Thông thường những cái chiếc đồng hồ mà có điểm vân gỗ thì người ta cũng chỉ là điểm các cái lớp vân gỗ nu đơn giản thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì nó người ta đã tìm hiểu và tạo lên được những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây, ngoài những cái phần vân gỗ khác màu bo viền xung quanh ra thì chúng ta còn có những cái chi tiết hoa văn rất là bắt mắt như thế này. Ở vị trí trung tâm các bác cũng có thể thấy đúng không ạ? Nó là một cái hình tỏa ra mang lại rất là nhiều sự ý nghĩa. Ở vị trí trung tâm của chúng ta còn có một phần chi tiết con tiện được bọc chi tiết kim loại màu sáng vàng. Và thực sự với các bác thì đây gần như là một trong những cái lần đầu tiên mà em được nhìn thấy một phần con tiện như thế này, màu đen như thế này, rất sang. Hai bên sừng thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Các cái chi tiết điểm nhấn thì cũng rất là đẹp ở cả hai bên sừng nhá. Một cái sự đối xứng rất là hoàn hảo. Rồi, đi xa ra một chút nữa thì các bác có thể thấy toàn bộ các cái phần đầu trụ ở những cái phần thân đồng hồ đều được bọc các cái chi tiết kim loại đó và có cái màu sắc vàng, một cái màu sắc gần như là chủ đạo của cái phần thiết kế này nếu mà nói về các cái chi tiết điểm các bác nhé. Đó, tất cả bốn cái phần đầu trụ thì đều được bọc đó, rất là đẹp đó. Và thậm chí các bác có thể thấy nhá, gần như là các cái đường kim loại này người ta đã làm nó đi liền với các cái phần gỗ ở phía bên dưới, rất là tinh tế và tỉ mỉ trong từng cái công đoạn, trong từng cái chi tiết nhỏ đó. Thế nên người ta mới đặt cái chiếc đồng hồ này vào trong cái bộ sưu tập với cái tên gọi như thế, đúng không ạ? Hai bên thì đều là những cái phần cửa nhấn rất là dễ dàng để chúng ta có thể mở ra và đóng vào mà quan sát cái bộ máy phía trong, cũng như là có thể là bảo dưỡng châm dầu cho chiếc đồng hồ của chúng ta đó. Rồi, ở phía bên ngoài của chúng ta sẽ có hai cái phần kính lớn, nửa trên sẽ là một cái phần kính mài viền rất là dày, phía dưới thì cũng vậy đó. Để mở được phần cánh ra thì đương nhiên chúng ta sẽ có một phần ổ khóa đó. Ổ khóa rất lớn, kiểu dáng chìa khóa cũng rất là đẹp, các bác có thể thấy qua, đúng không ạ? Rồi, em sẽ mở cái phần cánh ra. Đây là khi chúng ta đã mở phần cánh ra, trung tâm của chiếc đồng hồ. Nếu như các bác để ý, đúng không ạ? Thì đây là một bộ mặt số khá là khác biệt. Khác biệt ở cái gì? Đầu tiên là khác biệt ở những con số. Đây là một chiếc đồng hồ sở hữu cái bộ số La Mã các bác nhé. Đương nhiên vẫn là sẽ những cái con số nổi vàng và được gắn trực tiếp trên nền mặt số vàng ở đây. Xoáy cũng rất đẹp. Bốn góc sẽ là các cái phần chi tiết kim loại màu trắng bạc sáng bóng, đúng không ạ? Cho một cái sự nổi bật cái phần trung tâm của chúng ta. Tiếp theo đó, bộ kim thì cũng sẽ không khác biệt nhiều so với những cái chiếc đồng hồ khác khi mà có đầy đủ 3 kim, kim dây, kim phút và kim giờ. Nhưng mà điều khác biệt ở đây của chúng ta chính là vị trí trung tâm. Các bác có thể thấy nhá, trung tâm là một cái phần kim loại hoàn toàn rỗng, các bác có thể nhìn thấy em đang đưa tay vào đây. Đó, đúng không ạ? Và lộ máy hoàn toàn, lộ được cái bộ máy phía trong. Khi mà chiếc đồng hồ hoạt động chúng ta cũng có thể nhìn rõ các cái chi tiết như là phần kim dây ở đây. Đó, liên tục chuyển động và có thể thấy được các cái phần chi tiết bánh răng cũng như vách máy ở phía trong. Rất là thú vị, được không ạ? Đó, không chỉ là trẻ nhỏ mà người lớn chúng ta nhìn vào cũng thấy rất là thích các cái chi tiết cơ khí này. Đó, các bác có thể thấy đây như phần bánh răng lực trăng sao này. Và đương nhiên là khi chúng ta xoay kim nhá thì cũng sẽ có thể nhìn thấy các phần chi tiết bánh răng này chuyển động theo. Đó, đây là em vừa đưa tay quá lên, một lát nữa em sẽ xoay kim nhiều vòng hơn để chúng ta thấy được rõ rệt cái sự thay đổi, cái sự chuyển động của các cái phần bánh răng. Đó, rồi tiếp theo ở phía bên này chúng ta nếu mà để ý tiếp nhá thì toàn bộ cái phần viền phía bên ngoài còn được điểm rõ các cái phần vạch phút cũng như là các cái con số để mà chia từng phút ra. Đó, ít chiếc đồng hồ có những cái phần này bác nhá. Đó, chỉ có những chiếc đồng hồ thuộc cái phiên bản sưu tập, phiên bản giới hạn thì sẽ có thôi. Bên này chúng ta có một cần gạt, đó là cần gạt để tắt chuông. Phía còn lại thì đương nhiên rồi, một cần gạt để mà thay đổi cái giai điệu của ba bản nhạc.
Cấu hình máy của chiếc đồng hồ này sẽ là 12 gông, 12 búa và chơi 3 bản nhạc các bác ạ. Rồi, nửa trên một phần lịch trăng sao rất là quen thuộc, các con số nổi vàng và hình ảnh của mặt trăng cũng như là các cái phần chi tiết khác, ngôi nhà, mặt trăng và đương nhiên rồi, thuận buồm xuôi gió ở đây. Đó, các bác có thể thấy. Đó là vị trí trung tâm của chúng ta. Sang bên cánh thùng thì chúng ta sẽ có những cái phần chi tiết bạc lề sáng vàng rất là đẹp. Đó, một cái màu sắc của sự sang trọng. Về phần thân đồng hồ sẽ là 3 phần quả tạ trơn. Đó, 3 tạ trơn đều là những cái phần tạ cước và một phần quả lắc dáng đà. Mặt lắc sẽ có hoa vân chạm trổ xung quanh viền cũng rất là đẹp. Đó là toàn bộ tổng thể về cái phần thân của thùng đồng hồ. Rồi, xin được phép đóng phần cánh lại một chút để các bác nhìn qua cái tổng thể nhé. Xuống dưới phía bên dưới cùng chính là cái phần chân đế. Ở vị trí trung tâm của chân đế cũng được ốp cái lớp vân gỗ nu và các cái hoa văn đối xứng nhau rất là đẹp, bốn góc là bốn cái phần giải quạt. Đó, các bác có thể thấy cực kỳ là đẹp mắt các bác nhé. Rất ít khi, mặc dù là phần chân đế nhưng mà người ta rất là chăm chút luôn. Các cái phần chân đế cũng làm rất là cao, đó cho chúng ta thấy cái dáng đồng hồ vút lên rất là đẹp. Rồi, đó là toàn bộ về phần thiết kế. Em sẽ mở phía bên này ra để các bác có thể thấy được cái bộ máy phía trong. Cấu hình máy 12 gông, 12 búa. Dàn bên này sẽ là dàn 8 đầu vồ để chơi nhạc, ở bên kia là 4 đầu vồ để chơi chuông. Đây là chi tiết phần quả lô gai để mà tạo nên được âm thanh tiếng chuông cho chiếc đồng hồ bằng cách là xoay tròn và truyền lực đến các phần đầu vồ, gõ xuống thanh gông và tạo ra âm thanh. Không để các bác phải đợi lâu, em sẽ thử luôn tiếng chuông để các bác thấy được cái sự chuyển động của chiếc đồng hồ này. Có thể thấy là 3 giờ sẽ có 3 tiếng chuông điểm. Em sẽ chuyển qua bản nhạc Westminster, bản nhạc truyền thống để chúng ta nghe nó quen tai hơn. Sau đây em sẽ xoay kim lên tròn giờ. Một bộ gông dài cho chúng ta những cái tiếng chuông ngân, độ ngân khá là cao các bác nhé. Gông dài và độ rung sẽ cao hơn. Đó, toàn bộ về một cái chiếc đồng hồ thuộc cái phiên bản giới hạn của đất nước Mỹ. Chính xác hơn thì nó sẽ là một cái chiếc đồng hồ thuộc phiên bản bộ sưu tập tổng thống của thương hiệu Howard Miller. Rất là đáng chơi và cái vẻ đẹp nó mang lại thì khó mà được chơi được, đúng không ạ? Rồi, sản phẩm đồng hồ này hiện tại đang được trưng bày sẵn tại cơ sở 2 của đồng hồ Vang Vọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo hai số điện thoại 0912011928 và 0912011947 để có thể sở hữu chiếc đồng hồ này ngay về không gian của nhà mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.